Xin chào tất cả các bạn nha. Cảm ơn tất cả các bạn đang theo dõi video và đang ủng hộ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho các bạn tham gia một trình airdrop nhận 100 token có ký hiệu là GMST nè bạn. Đến từ dự án Dot Master NFT. Thì để tham gia game này các bạn click phần link mô tả dưới video mà Telegram tắt chatbot nè bạn. Dự án này các bạn làm nhanh nha bạn. Bấm chọn airdrop nè. Rồi, nhiệm vụ đầu tiên các bạn chọn kênh group controller nè. Airdrop này kết thúc vào ngày 16 tháng 8 và phân phối trong vòng 1 tháng nha các bạn. Thì dự án này nó sẽ phân phối cho 10.000 member thôi các bạn. Rồi xin giúp các bạn con sợ các bạn. Mai mình lag quá các bạn. Rồi các bạn bắt up lên nè. Sau đó các bạn sẽ tiếp controller nè. Ơi máy quá yếu các bạn. Thì 100 token ở CMXT này giá là khoảng từ 12 đến 16 đô các bạn. Xin dự án nó nói gì thật ra không biết chính xác không. Tiếp tục follow tại Twitter và tăng hai người bạn các bạn. Rồi xin tạo Twitter nè bạn theo dõi nè. Rồi xin tạo Twitter bạn like nè. Các bạn chỉ chẳng như tạo Twitter nè bạn. Vì mình đã xa nhà quá mà ăn lát các bạn. Rồi mình tăng hai người bạn mình vào các bạn. Sau đó các bạn mới đắp lên nè. Rồi tiếp tục cũng follow Facebook nè. Tài ơi. Nhấp gì đâu không. Rồi trên Facebook thì các bạn bấm like nha bạn. Rồi xuống đây các bạn chờ nó đó chút xíu các bạn like trang fanpage nó đi qua. Để nó biết mình có theo dõi dự án đó các bạn. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Sau đó các bạn xoan xạo kênh seller nữa. Tiếp tục follow tại Twitter và tại Twitter nè. Đây trên nguồn gấp ta cũng khá là uy tín các bạn like nè. Các bạn dạng như tại Twitter username đi các bạn cho chắc ăn các bạn. Mình không dám tạo quýt nhiều ấy sợ nó đôi khi tạo Twitter nó phá ạc mình nha bạn. Rồi các bạn bấm đi sơ đánh giá mình sẽ bấm các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây các bạn chọn cái chữ này hình gì thì các bạn lựa các bạn laptop nhân dụng qua gấp xa. Rồi dòng đầu tiên các bạn địa chỉ mail của mình nha bạn. Các bạn chatbot rất là nhiều con bot trên nguồn gấp này thì các bạn cũng khá là quen cần thuộc các bạn. Rồi tiếp tục gửi địa chỉ bên bi sẽ phát sinh với 20 trên chút lét cho các bạn để cho bot nào. Tiếp tục gửi đường link blue file tại Twitter mình thì bạn mở tại Twitter mình nhanh. Trên tại Twitter nhấp vào avatar nhấp vào một hồ sơ nữa các bạn, nhấp vào gạch cùng nhấp vào chia sẻ nữa các bạn. Sau đó các bạn sẽ chép liên kết nha các bạn. Rồi các bạn gửi vô đây. Rồi tiếp tục con submit link retweet nè. Rồi thì bạn mở từ Twitter tất cả bạn ra nè các bạn. Rồi các bạn chia sẻ cái bài đầu tiên các bạn đã tặng hai người bạn nha các bạn. Rồi cho bot nè. Tiếp tục họ follow Facebook không bấm heo cho net nè. Tiếp tục gửi đường link Facebook nè. Nhấp vào Facebook nữa các bạn. Xong luôn. Rồi trên Facebook thì các bạn nhấp vào mũi tên nữa các bạn. Nhấp vào avatar nè. Nhấp vào ba gạch cùng nè. Sao chép đường link URL Facebook mình nha các bạn. Rồi bạn mở bot lại nè. Dán vào đây nè. Rồi hỏi có join kênh channel không thì bạn kiểm tra. Có join thì bạn bấm I help join net nữa các bạn. Rồi bấm I help join net các bạn. Sau đó bấm vào menu. Bấm vào Mi Balance nè. Ok mình đã nhận được 100 token CMXT nè. Ok vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.